nha. Chào em, chào bà con, chào em nhiều. Vì sao mình mới sửa cây mai non này nè, mình lấy cái lá vừa rồi bỏ đây à, rồng lá luôn phải không luôn. Rồi cái mai này biết không, mưa này á sửa đầu thì bây giờ cứ phân tưới gì nha, em bỏ ít nhất phải 2 tháng. Tức là anh sửa vô kẽm này là không tưới phân nữa luôn, không có tưới phân. Còn nước là còn nước là đừng có vô tưới, không anh không phải nói, anh không phải nói thừa với cây mai giờ không, mà mình khi mình nói sợ mình không biết nó bậy hay nó trúng chứ. Nhiều khi để tới tháng 8, 9 mà mình mới tưới nước cây mai này, biết sao tới giờ này vô mưa nó mưa riết cây mai đời nào khô em. Vậy là đối với những cây mai yếu thôi đúng không? Đúng rồi, thành ra cây mai này cũng gọi là tạm tạm ổn đi, mà cây mai này em mà tưới rồi là không không có tốt cũng sao, em mới đi kẽm. À. Gặp trời mưa là cây mai là không có dẫn nước đâu, khó dẫn nước lắm. À. Nó mấy họ mới nói cây mai nó cái nhánh nó ngay đó, trời mưa còn dẫn nước rồi. Mà em lỡ em đi kẽm rồi cây mai nó dạng cái độ cong rồi nó khó dẫn nước lắm. Ừ. Đừng bao giờ em tưới phân. Nhưng mà cây mạnh thì được phải không? Đúng rồi. Cây mạnh được, còn cây yếu thì khi mà nó bự vậy á thì em muốn làm sao làm. À. Bởi vì nó cây mạnh em làm sao nó cũng tốt được, còn cây yếu em làm sao nó cũng yếu được, là nói vậy. À, cái yếu khi mà bẻ cái là cái đường dẫn của nó là yếu rồi phải không? Ờ, nó mất liền. À, mất là bỏ phân vô là nó bị ăn không nổi phải không? Đúng rồi, sượng liền. Ăn mỏi là nó sượng liền. Sượng liền. Bởi thấy vậy nhiều khi mỗi một cách vườn mai là nó khác nhau. Dạ. Còn vườn anh bẻ kẽm này là không bao giờ anh đụng chạm. Rồi cái mùa mưa như vậy nè, như nãy em có nói với anh chị các bạn trong cái clip trước, cái lợi và cái hại của nó là như thế nào anh? À, để mình nói nghe, cũng như để mình nói nghe, thôi ở đây thí dụ đi. Dạ. Cái mình nói gì, cái là giờ này là vô vụ mưa. Dạ. Ờ, là mưa mình nói là ngay nay đúng tuần lễ nay rồi. Đúng rồi. Ờ, cây á. Bảo luôn đó. Ờ, cây á, cây đẹp cây xấu. Dạ. Y như người ta cũng vậy, mưa này đây cho mặt cây trái, cái nào dạ cũng có lợi, cái nào cũng có hại. Dạ. Ờ, cây đẹp á, ở nói hồi đầu cây đẹp em làm sao nó cũng đẹp. Dạ. Ờ, còn mưa này á, nhiều khi cây nó yếu, là cây mai nó không ăn nước được. À. Nó phải bị sượng là vậy. Thành ra bởi vậy cái mưa này anh em nào cũng lưu ý, bởi vậy cũng như lượng phân mình nói là nãy á, là cái trong vòng mà là 1-2 ngày, ngày nay là ngày tưới phân, mà là tôi không tưới phân là vậy, tại vì mưa từng lễ này cây nó quá ướt. Ừ. Là mình tưới là cây mai nó cũng không có gút được đâu đó. Bây giờ mới bởi anh nói sẵn, anh nói luôn cặp nãy luôn, bởi vì là anh để cây mai nó nhóm đọt là gì, nó chạy đọt là gì, là để cho dẫn nước. À. Anh không ngắt đọt, anh đi chờ nắng lên, để chờ 1-2 ngày coi trời có nắng lên là anh mới ngắt đọt, là vậy, là để cho cái máy rút nước. Thành ra bởi vì làm cây, bởi anh em nào lưu ý, bởi nhiều khi mình cũng anh em cũng có thắc mắc 1-2 tiếng nói anh Út ơi sao à sao anh mai của anh à, anh nghi ngờ phải không? Bà con hỏi anh còn có tứ cái gì khác mà sao tự mai cái mai anh nó tốt. À. Mình thật lòng mình đâu có giấu giếm làm cái gì. À, cây mai là quan trọng là cái con người của mình biết cách xử lý cái chậu không thôi. Dạ. Chứ không phải là lúc mà có em quay là tứ thứ khác. Dạ. Em về tứ khác là cây mai tốt, không phải vậy. Mình con người mình không giờ mà dối cái đó. Anh mà làm giờ tối anh ngủ không được đâu. Dạ. Đó, mà ở anh dám mở miệng ra, bởi anh có giống bà con xin anh cho hết mà. Dạ. Anh đâu có giấu giếm làm cái gì. Chứ không lẽ con người mình đi giấu gì đó. Bởi mình nói làm cây á, là không phải là mình làm phân tốt đâu em. Cây á, là mình sẽ biết canh được cái lượng chậu cây nó mới tốt thôi. À, cái chậu nó gáo em tứ phân vô nó ăn phân là cây mai tốt. Ừ. Còn em để cái chậu em ướt nhẹp em tứ phân vô là cây mai em thấy nào cái lá cũng mỏng. Yeah. Không bao giờ đẹp được. Bởi vì khi nói anh nói với em thật á, mai nay đúng 10 ngày anh chưa tưới mai, chưa tưới. Còn cái cây mà anh nói em là cái cây mai mai cổ nè. Anh nói thật mưa vậy không? phải nói vui chơi chứ. Bây giờ nó nắng 5 ngày nó cũng chưa xi nhê gì mà để tứ. Anh nói thật. Tại vì anh tứ mai để cây nó khô anh mới tứ. Yeah. Nó khó khô lắm. Em biết nó mưa từng lễ này là cái mai, em biết cái lá cây là cái nhánh mai à. Nó no nước ghê lắm. Dưới cái lá mai nó no ghê lắm. Yeah. Em mà để cho nó khô thì bữa nó chạy đọt cho em con. Nó chạy mà cái lá nó dày, mà cái lá nó đang thu đẹp lắm. À. Bởi đừng có dội, bởi vì anh nói trời mưa anh phái lắm. Đó, cái điểm mạnh là khỏi tưới nước phải không? Khỏi tưới nước, khỏi làm với anh có thời gian để sửa cây. Bởi vì anh nói cái cây mai yếu á. À. Nó khó khăn ghê. Tháng mưa này nó mình mà nhiều khi không biết để yếu quá thấy nó không lên, còn giác phân tới là không giờ lên đâu. À. Thì mình nói đầu. Còn cây khỏe em làm sao nó cũng khỏe đâu á. Nhưng mà bây giờ tình trạng sâu bệnh mùa mưa là ở vườn anh là theo kinh nghiệm anh sợ nhất cái gì? À, để mình nói nghe, nói chung á mình á thật sự là mình sẽ sợ bọ trĩ thôi.
bỏ chỉ hiện tượng là mình sợ bỏ chỉ rồi, là tại vì khi mình xịt không trúng thuốc nó không hết thôi. Là cây mai nó sẽ cận lại, dưới nó cây mai nó không phát triển chậm. Mà nói gì này, năm nay cái vườn anh á, anh triệt được bỏ chỉ, thành ra bà con anh em thấy ông mai bây giờ này cây mai nó rất lớn, nó rất là khủng khiếp. Nói em giờ em quay hứa các bà con, nhiều khi anh đâu nói xạo, cây mai nó cứ giờ nó cứng khừng. Bởi vì khi làm cây, bởi vì cái mùa mưa này cũng vậy, anh cũng chẳng có làm gì vậy hết trơn á. Sáng ngủ dậy đi chợ, rồi xong rồi sửa mai, rồi sửa mai xong tới trưa ăn cơm, rồi chiều sửa mai thôi. Quá đơn giản cho anh. Anh cũng không cần nặng đầu mà lo cái gì hết trơn á. Hình như là cái thủ đất là nó giống như kháng bệnh yếu hơn siêu bông Sài Gòn thì phải không anh? Em thấy cái cây ở nhà em á, cái cây mai vin á, không cái đó là hoài thủ đất, cây mai vin, cây mai Phú Yên á, là nó giống như là hôm bữa không biết cái con gì ấy nó phát lỗ đúng không, nó lên rồi xong rồi cái lá nó em xịt cái thuốc của anh cho đó, cái chai tím tím á, rồi xong rồi không biết là nó hết chưa mà bây giờ nó rợp lỗ này là đen, không có chừng nó bị nấm á. Nó rợp cái nó rợp lỗ không? Nó có vàng đụng lỗ, có vàng không? Nó bông không có đụng lỗ thì hiện lỗ bằng bàn tay nó vàng tròn đúng không? Đúng rồi, nó rợp sao không để nó nghe nó khi sao? Nó bị nấm á. Nấm ha, nấm gì anh? Nhiều khi cây mai khi nó có nó tới hai loại nấm nha. Một loại nấm nấm phân cây. Nấm phân cây hả? Không, nấm là nấm ăn không thân cây, là kêu nấm thân cây hả? Là nấm hồng. Rồi nấm hồng thì em biết rồi. Còn, cái đó hình như không phải nấm hồng nữa. Không phải, còn nấm ăn lá mai là khác nha. Nấm ăn lá mai khác nữa hả? Thành ra anh ở đây bởi vì cái nấm hồng là anh là chuyên môn rồi, anh dễ lắm, vườn đây trống khi anh xài 3-4 năm nó mới hết. Bịch cốc 85 mà cây nào bị anh mới chét, còn mà cái nấm trị mai là nó nghe là anh xịt giờ này là xịt 4 kg rồi. Mà cái hôm bữa anh cho em là có cái đó có chị nắm chữ mai nữa. Chưa, đâu có. Chưa, đâu có nắm đâu, nắm là xịt riêng. Xịt riêng hả? Đâu cái nào cho mọi người xem cái đó. Chị chơi hơi năm ai vô chạy trống đi. Ở đâu? Trong vườn trống. Vườn trống ha. Rồi vườn trống bữa sau cho em ít nha. Trống đi. Đó là vậy. Thành ra mai này là bữa sau đông này là mình phải kỹ nó. Kỹ nó. Bữa sau nó nắng lên là nó chim nó bị nắm lá. Nắm lá tại vì trời nắng mưa nó bị nắm lá mà là mình thấy là anh nói chung là cái người kỹ như anh hai còn mà nó anh kỹ lắm nha. Dạ, anh chụp sáng 2 lần, chụp sáng 2 lần chụp nắm anh, cái lá nó mới được đẹp được. Còn anh ở đây anh chụp là tại vì nói chung mà cũng hơi là biến chút, một tháng nó chụp lần, thì anh chụp từ bữa tháng rồi vừa rồi là anh mới chụp bữa hổm được mũi là xịt mũi đó, bữa là trời mưa riết tới về luôn á. Vậy là anh vui cho em cái thuốc xịt nấm đó là phải không? Đó chưa. Đó, đi xin tiếp bà con. Để vô đóng đi. Rồi. Là vậy đó, là thường thấy đôn này là em phải dùng nấm mới cho lá mai đẹp. Nhưng mà chứ em dùng nấm cái nấm đó làm sao? Dưới cái lá nó màu vậy. Lá nó màu vậy. Đó, cái lá nó một cái lá nó bắn nó đẹp vậy. Nó không có bị bệnh gì hết. Nhưng mà ví dụ như là cái bọ chỉ thì em thấy nó quăn quéo biết rồi, nhưng mà có khi đốm nó khi nào là bị bọ chỉ không? Không ai, nó bị lỗi vàng là bị nấm. Còn bọ chỉ là nó ăn cái lá. Bọ chỉ thì quéo nhìn dễ biết rồi. Nó cong, bọ chỉ là nó không ăn gì, nó già, nó ăn chỉ đọt non rồi nè. Nó rập vậy nè, rập lỗ vậy nè. Nó vàng, nó ăn mốt khi. Vậy là nấm phải không? Em mà để với cái mà nó lủng lỗ luôn. Giờ đi chưa thấy lủng. Đúng rồi, mà em mà không trị đó. Mà mấy cái đó mốt mới nấy nó thừa lại bỏ đi xịt, bởi vì mai của anh nó là gớm cây mưa nắng lên anh phải trị một mũi thuốc nấm mà mưa, sao cái siêu bông Sài Gòn nó không bị anh không trị cây tốt xấu nha em. Em để ý cây gì cũng vậy, em thấy cái cây xấu nó không phải nó bậy, nó ngã bệnh đồ khứng chừng em thấy nó y như người ta cái cây mà tốt nó khó bệnh lắm, nó em thấy dường như cây xấu bỏ trị để ăn giết còn cây xấu bỏ trị ăn được mấy tay cái máy vụt giết. Đúng rồi. Đó, cái bởi vậy kháng thể yếu không? Nó y như con người ta mà cây nào mà bệnh mấy đứa đẻ là bệnh giết. Còn cây tốt để tự động nó cũng tốt có phải. Mà nó ngay mà thôi nói gì nói chơi vui chơi thôi, mà cây là phải kỹ. Đi tại xuống này dưới đây chơi anh. Đi đứa đi cho nó sạch. Mà bây giờ cái cây của em còn bệnh nữa nè. Đó, dễ cái cây... thôi, không bây giờ cái mai này để em nói nghe, cái mai này dễ lắm, đừng xài, đừng thầy cho cực chân á. Cứ kháng em kỹ, em xịt nấm 2 lần rồi xịt sâu gầy là cây mai tự động đẹp. Thôi khỏi làm chứ.
quan trọng là em canh cái cây tứ quý ghép siêu bông Sài Gòn của em á, là nó cũng mạnh lắm nha, nhưng mà sáng bươi bươi mấy chất trọng ra thấy con gì mà nó bò lúc nhúc mà nó như cọng chỉ vậy đó. Như trùng hả? Có không biết phải trùng không mà nó dài chút xíu à. Chừng là dần trùng á. Trùng phải không? Tiếng trùng rễ phải không? Ừ, mấy cái đó là em phải phải khéo xịt thuốc, là phải xịt nhiều nhiều, xịt dưới nó mà dư xịt gốc nó miếng. Tiếng trùng rễ đúng không? Xịt xịt gốc nó miếng. Mà cái chai con bữa của anh có xài mấy cái phần đó có gì nữa không? Mấy cái phần đó như cái phần đó cái thuốc rồi ok. Bây giờ anh mà xịt xịt thuốc đây nè. À. Còn dư là mấy gốc phôi là xịt hết. À, xịt vô đó xịt diệt mấy con đó luôn. À, diệt trùng nè, diệt kiến nè. Ừ. Không chăng. Ở mấy cái phôi là anh. Mà sáng em thử em xịt cái đó vô mà thấy nó bẩn bò anh. Không có xịt lên chết à. Chết hết làm. Anh đây anh xịt thường đó, anh xịt chết hết đó à. Xịt nhưng mà vài bữa nay mai nó thuốc ngấm. Nó không chết liền phải không? Đúng rồi, không chết liền đâu. Nó chết hết, không có con gì mà sống được. Em xịt tại sao thấy chừng 2-3 phút sau không thấy nó vẫn còn bò. Trời ơi, chút nó xíu chết bây giờ. Anh đây xịt chuyên môn xịt giờ. Mỗi lần xịt dư thuốc là 30 phôi anh đó là anh xịt hết. Mà cũng cái chai bữa luôn ha. Đó. Chung sâu gầy cái nào em xịt vô cũng chết chứ á. Anh nói thật. Tưởng anh còn chai mới nữa. Dưới, anh nói thật giờ không còn giờ chỉ còn cái gì không? Giờ còn 3 hút cái xịt bạc kỹ thôi, còn mấy kia chia cho kia hết, ta về ta xài. À. Mới chia. Ủa chai cái chai hôm bữa của em là anh còn không? Không còn cho nào luôn. Thì anh nói để ngày mai thứ hai là anh chị còn quay cho bà con xem cái ngày mai cái ngày mai thứ hai nè, người ta đem xuống nè. À cái chai đó luôn hả? Ừ. Thì nói chung là hút cây là không tốt á. Chai màu tím á anh chị ơi, chai màu hồng hồng á. Với còn có đi mua là gần 500 á. Không nhớ nữa. Không có đó, cái đó có xăm siêu. Mua cái gần 500 hay đó. À. Ác lắm. Mấy cái đó xịt là... Cái đó là chị bà chỉ luôn không anh? Cái đó nó cũng diệt được bà chỉ mà nó diệt nó không hay. À, bà chỉ anh xài thêm gì nữa? Đây anh trời là hút bà chỉ này, em xài làm gì? Đây đưa cho coi. Để cho trời, bà con đẹp quá nè anh chị. Hôm nay anh cũng chia nhiều người ta xài lắm, người ta mê lắm em ơi. Đẹp quá. Thấy vô phơi cái tứ đâu, tứ là một dao tự động lên, nó mưa gió tự động lên à. Nghe nút nó là em thấy mê rồi nè bà con. À, chuẩn bị có thuốc bà chỉ nè. Thiệt. Anh chỉ nhiều người ta xài, ông ngoài mấy quầy bên kia hả, dùng mai bên kia hả, ốc ơi. Rồi cái ông bán thuốc đó, ông... Ta liền luôn, không anh đưa nhiều lắm. Cái ông bán thuốc đó là ông phải trả tiền cho anh đó. Chứ sao tôi quảng cáo giùm mà phải trả tiền cho anh luôn á. Chai này biết không, 65.000 chai hết sảy. Hết sảy luôn. 660 lít nước. Không, anh là anh không có giấu nghề đâu, anh nói thật. À, sao anh nói gì hết. Cực kỳ hay. Trời nhỏ xíu vậy hả? 60 lít nước. 65.000. Clo. Clo retran. Anh lấy là chừng sâu. Anh mua lần là 100 chai. 100 chai hả? Lì xì em chai đi. À, đây xài đây mà không anh đưa cho mấy người kia, mấy vườn mai kia xịt mấy vàng trồng không biết trồng à. Ngon lắm ha, khen nức nở luôn. Khúc này là cục này của sinh học, không hôi không gì hết, nó như thuốc sữa sinh học luôn hả? Nó y như sữa không hôi mà xịt hay lắm em. Dìm xài đây thiệt mà, đây nè anh chị đó, dìm tôi sâu luôn mà dìm bà chỉ hay ghê lắm, toàn trong sử dụng nữa ha, hay ghê lắm. Em mượn anh mua anh thằng em anh thành thần đó coi thật tị nè. Anh mua một hộp cốc 85 rồi nè. Bây giờ anh xài hết rồi đó, là chỉ mất có 3 bịch, bữa chiêm kia 2 bịch, giờ còn 5 bịch. Cho em bịch đi. Nè. Giờ bộ anh nó dốc em làm gì đâu mà nè, lấy vô xài đi. Rồi, đó là cái đó trái tấm hồng đó. Đấy. Bỏ cái vườn mai trà bá vậy. Là lấy cho thuốc đi. Đó. Về mốt em quảng cáo cho người ta xài thuốc này. Thiệt mà. Cốc 85. Cái này thì cũng nổi tiếng quá rồi anh vậy ha. Nhưng mà em cũng chưa có. Xài đi, lấy em xài thử coi. Rồi cái này coi đặc trị, quay cho anh chị xem nè. Đặc trị cái này mà các sâu cuốn lá có trị cốc tấm lá này nè, cốc tấm lâm này em quét nấm hồng tờ rồi nó hay nhện vẽ rầy nâu, hình như em hay, cái con mà em nói cái con đen đen là con rầy hoặc là con nhện ghẻ này nè, chắc con rầy quá em xịt cho nó chết coi. Tờ rồi đã lắm em ơi, sâu độc bẹ, sâu mũi hành, sâu độc thân. Ồ, sâu biết, xanh. Đúng rồi, mà em biết cái này xịt nha, 10 ngày chưa thấy bộ trĩ nào. Nhện đỏ, bỏ trĩ. Nó cũng diệt hết luôn á, mà bỏ trĩ chiên hoa mai luôn nè. Mà hay nhất là con nhện đỏ, còn coi cái con bỏ trĩ. Hay nhất là con bỏ trĩ. Hay nhất là con bỏ trĩ cái này ha. Hay lắm. Pha 15ml trên bình 16 lít, lượng nước là 4-500 lít 1 hecta. Anh xịt đây á, anh xịt đây là tại vì có 6 lít. Anh pha 20 c, là mà một chai là anh
pha được ba bình là pha bình 16 lít. Còn ở trong là anh xịt 500 lít là anh pha 9 cây rồi đó. Không, cái này anh chị thấy có vẻ là cái bỏ chỉ của nó là ngon lành á. Nãy giờ em lắm. Quay đi một vòng không thấy bỏ chỉ gì luôn anh chị ha. Trông thấy ghê lắm. Không thấy bỏ chỉ gì luôn. Ừ, anh chỉ vô ngoài Vũng Tàu họ xài mấy ông trên sân bay Đồng An xuống lụm kia xây khen nứt nở luôn mà. Nó chỉ sợ nó là thời gian lâu dài cái nó bị lần thuốc. Dạ đồng, từ hợp tích xịt từ Tết tới giờ đó mà anh xịt chỉ mới 4-5 mũi thôi nha. Còn như là anh xịt ba khúc gầy đó là ba cái thuốc anh đưa cho em trai đó. Cái này trộn với cái kia luôn được không khỏi, anh? Khỏi, trộn luôn mà cái này khỏi, cái này là anh đi hết, không có còn gì đó á. Mà trộn luôn cũng đâu sao phải đúng không? Đúng rồi, mà trộn chi? Thứ này em pha vô làm xịt là chết sạch, không còn có gì mà còn đó á. Vậy ha? Ừ. Còn cấp 85 với cái quán nấm thôi ha. Cấp 85 là về có bị cái chế vô miếng, cái chế chút xíu nước vô lấy cái bằng chảy găng két nó hết. À. Có nói làm cái đừng nó dễ dữ lắm. Tại vì khi bà con ta không biết nói làm sao nó khó khăn, mình làm nó dễ ghê lắm. Không có gì mà khó trị chứ. À. Nó dễ như con vậy đó. Thấy mà làm như là cái bãi đẹp à. Rồi ngoài ra mùa mưa còn sợ gì nữa không anh? Không, nói chung là để anh nói em nghe. Nói chung là càng mưa mình càng thích. Tại vì mà nói chung là tay vườn mỗi khác nhau. Tầng mai con vườn mình là mình nói là nó đẹp 90%. Ờ, nó chỉ hư lác đác vài ba cây thôi mà chung là không có ảnh hưởng. Biết sao cái vườn lực lên mưa nè. Còn mai của anh nó càng mưa cái bãi như càng tốt. Ồ. À, tại vì mai của anh nó phát đọt khiếp lắm. Em thấy giờ này mới tháng 5 em thấy như cái mai tháng 8 mới chín rồi. Yeah. À, em thấy như mấy cây này là Tết nó 3 mùa này em thấy nó bự, còn mấy này 4 mùa 5 mùa em thấy nó cứng ngắc cây trơn. Yeah. Nó còn như này là Tết này 2 mùa này em thấy nó cứng sợ không? Yeah. Nó cứng cây trơn là không có gì mưa gió mà anh sợ trơn thật sự. Yeah. Mình sợ mấy mai yếu thôi, còn mai nó tốt hết cũng như 90% là không có gì mà gọi là hư gao đó. Thành ra một tuần lễ này là anh cho công nghĩ là vậy. Tại em biết sao, một tuần lễ này tứ cũng không có tứ. Yeah. Ngắt đọt cũng không có ngắt. À. Đó, em thấy không là chỉ cho giờ là vô để sửa cây thôi là anh được phản có gì cái tập trung vào sửa cây là chừng nào mưa gió là mình mới kêu công vô phụ làm này làm kia thôi, nắng ráo thì công có làm, còn mưa gió là anh tập trung sửa cây. À. Bởi vì em thấy vườn này vườn trống có một mình anh làm em thấy không làm rồi, xong hết là cỡ nào coi như là cái mưa là thứ nhất là sâu bệnh ha, thứ hai là mấy cây nào yếu là coi như là nó đuối luôn. Chứ để em nói nghe, dưới mưa này nè nó coi vậy với đúng là mưa là nước tiên, để nó nghe là mưa này là cái con diệp sáp chết nha. Tại con diệp sáp là nó tại vì mấy con mấy lá đặc quá là con diệp sáp nó bu là con trắng á. À. Là mưa nó ướt là con không có con đó nha. À, là cái thứ nhất là một cái nha. À. Nó không có con vịnh đỏ nha. À. Là hai cái nha. Hai cái. Ờ, mà nó không có con bò chỉ luôn nha. Mà nắng lên bò chỉ mới nhiều nha. Mưa ít bò chỉ. Mà con sâu cũng ít nữa nha. Anh thấy gì chứ, anh thấy gì cái gì cũng có lại cái hại. Mà đa số là nước mưa xuống là có 80%. À. Mưa thì nó nắng mới nhiều phải không? Mưa này là nắng gắt lên là em phải xịt nấm. À. Để vì sao không? Để mình sợ lá nó bị nấm. Họ làm xịt nấm gì chứ vậy thôi. Nói đơn giản là em ơi, không có gì mà đắp mà trục trặc cứ ngại trên. Dạ. Em thấy cũng như vườn anh càng mưa anh càng phải. À. Đó. Thì khi bà đó em nói là anh thấy không, mưa dập anh nghiện cây mà từ mưa trong tâm mà anh đứng ra anh sửa cây là làm biết anh gì cây cỡ nào là trời. Yeah. Chứ mai đẹp sửa em ham lắm. Yeah. Ừ, chứ nó không phải mà cây hư không anh làm nổi đâu, còn cây mà em thấy nó đẹp vậy mà hỏi sao mà em không mê được. Thì hai bữa em vô trong bãi chính quay nó đang hư trong luôn, đã lắm. Yeah. Nó nghe thấy ham quá. Ừ, nó đen đã lắm. Dòm là ghiền liền từ khách vô nói hả, nhiều khi khách vô nó thấy được lắm đó, ở trong hình thấy không thấy đã thiệt mà không đã bằng hoài. À. Hoài dòm đã quá lúc bây giờ sáng này qua nay hổm tự hỏi giờ tự nó trừ tới chung từ bữa mà quay nhiều kinh đó, ba bữa quay á khách xuống tối ngày luôn. Nó nói ông được ngày đúng mà trong mình ổng ơi sao gặp hoài mới y vậy. Đó, anh chị các bạn bớt, không chỉ không bớt hết. Mùa mưa thì anh chị còn có cái gì thắc mắc về cây mai không, mình mạnh dạn mình comment dưới, bữa sau em gửi câu hỏi qua cho nút anh trả lời hết. Đúng rồi, cũng như vậy nè, em thấy không, để mình cái phôi này nào thì mình vô hôm nay chắc chừng được 20 ngày vậy không? 20 ngày hả anh? Ừ, 20 ngày, thấy nó lại như vậy. Thì anh chung là mình vô là em biết không, nó trúng xì đọt nó trúng nắng được được tầng là anh vô anh tứ là tới bỏ luôn. Giờ đang đứng phải không? À, là nó nắng lên nó rớt mưa là cây mai nhóm đi. À. Còn mà à. Còn mà em mà giờ mẹ giờ này mà em vô phôi nè. Dạ. Có chừng trả giá nha.
Bây giờ mưa mà vô phôi là trả giá đó. Chừng trả giá nha, mà mưa bây giờ muốn muốn vô phôi là phải chờ nắng vài bữa. Cây nó khô ráo làm hoàng rồi mới vô được. Chứ giờ mà đút đầu vô phôi cái ướt nhẹp vô về gặp trời vậy nè, không có nắng nè, mà mưa râm râm vậy là tôi mạng. Trả giá. Trả giá. Bởi vô cây cũng phải kinh nghiệm chứ, em nói nó phải đâu phải là đơn giản được đâu. Thành ra anh mua cây anh mua quanh năm là vậy, anh cũng chờ ngày chờ tháng. Chứ đâu phải mà mình vô tầm bậy tầm bạ đâu, mình cũng canh thành là giờ mình mua là mua. Giờ là mua là mình mua mình gửi. Chờ nắng ráo một hai ngày. Mình như thế nào rồi mình mới bứng cây. Chứ không phải mà trời mưa rồi bứng cây về rồi đem chỗ đầu để. Rồi cắt sao vô bước nhẹp sao vô. Đúng rồi. Vô xong mà tôi mạng liền. Là vậy. Mà giờ này là phải làm mà muốn vô cây là giờ phải vô phôi nha, chứ vô tàn là chết cây. Nó đâu có nước em. Không nhiều nước. Cái cây bữa trước ở đây nè anh Út. Cái này bữa trước quay xong rồi rất nhiều anh chị mà điện vô kênh là nhắn tin hỏi cây này anh Út bán nhiêu. Không, cây này đó ngay. Bữa không để mình nói mà cái bạc miếng chút xíu, bữa dùng Mai Minh Hoàng anh Út ơi, cái cây sao đẹp quá anh Út ơi, mà mình nói mình không có bán, mình nói đi dán để 1-2 năm nữa để thì anh nói anh cũng dán chia sẻ, tại vì anh cái người nghèo ra mà giờ anh cũng đâu có nợ nần vậy, anh nói mà phải mà ta biết anh, ta biết nợ là anh mắc nợ là anh bán rồi, kiếm chục anh cũng bán rồi, mà tại vì anh cũng không có gì mà để nợ nần. Tính để cái dứt cái cây okay như thế nào để em vô em quay cho bà con ta xem như thế nào, để Tết không quay như thế nào rồi cái này để làm đẹp biệt thự mình luôn. 1-2 năm mới đi rồi tính, chứ anh cũng đâu có nợ tiền bạc của ai mà nợ chút đỉnh vậy thôi. Chứ thì anh cũng nói em, anh mới mượn bà kia cũng tiền này đi vài bữa anh bứng cây mang 150 vậy đó. Ông quái ta người ta hồi lại đó rồi là hụt hụt cái mai đó mà không dám đâu. Em cái cây mai đó anh nói thật với em, nói thì phải nói nha, em mua được cây mai về mà trời đất mà thương cái em làm 2 năm là kia mà 700 triệu ghê vậy. Anh nghĩ cây mai 90 mà cao có 1m2 lùng lực hả, chứ sao cây mai có nhưng 5 chi, nhưng mà với đó chắc là cây mai sữa rồi. Cây mai sữa mà cái cây mai lắc luôn. Ghê vậy. Nó lắc em biết, nó lắc nó ló cái bụng một bài luôn. Thôi anh đừng tả nữa, tả trời ơi anh tả nó miếng hết anh ngủ không được mà nó thật không. Nó hỏi mà chủ đất ngày qua là mượn tiền ở trong trường này lấy tiền là nắng lên ngang bứng á, nó nói ok. Rồi còn bị hết tay chân. Em không tin, em hỏi Hoàng cái mới nói Hoàng kêu Hoàng chuyển tiền cho chút đỉnh đặng là mình làm lậu phí mình đi đường á. Chặt cái mai tức mình, bởi vì khi nói cho vui chơi vô nghề này thấy mai mà dám vô tầm ngắm kiếm được đâu. Thôi hút kéo này mình bày kéo khác. Mà anh nói cái mai đó trước sống gì ta. Ghê vậy. Anh biết trước. Anh nói thật. Tại vì mình giờ này mình hơi kẹt tiền thôi, chứ thử phải một chừng 1-2 tháng thấy là người ta cũng bán, phải thì bắt quá người ta đầu lên 5 triệu 10 triệu chứ nhiêu. Anh nói thật em, tại vì mình đâu này mình hơi kẹt tiền thôi, chứ anh mà có tiền anh nhóm người ta bán không. Anh nói thật. Giống gì đâu. Rồi, mọi người hãy đợi xem kết quả như thế nào nha. Đúng rồi, giờ... không á, anh mà đem cái mai giờ anh kiếm xuống quay cho bà con ta coi cho. Thốc clip nha. Y cái mai luôn nè. Y cái mai luôn ha. Đó lắm mà lùng lực đẹp lắm em ơi. Cái mai em nghĩ cái mai này có 40. Cái mai cái 90 em biết là cỡ nào. Mà rễ nào mấy chú vậy nè. Em nghĩ cái mai cỡ nào. Nghe thấy hào quá. Em nghĩ em nghĩ cái mai cỡ nào, như khi tiền á, khi mà nói là ai không cần. Mà cái mai dễ gì em kiếm ra được. Đúng rồi. Nghĩ đúng không? Cái mai mà ngày xưa họ đòi trong rừng thì nhà ta trồng trước nhà ta 50 năm là em biết cái mai cỡ nào. Bởi vì khi nói vui chơi chứ, thì khi mình mua thấy được cây mai thì mình chịu đâu nổi, tối ngủ đâu được em. Có người nó trồm chào chùm chào gì đâu á, nó khó chịu người lắm. Anh nó làm cây mà, bởi vậy dưới anh phải là biết phải gì không? Phải gì anh? Anh không có nợ nần ai trơn, biết không? Nợ dạng nợ là nợ cái chỗ không tính với chỗ có uy tín là hoàng Tết anh mới trả. Chứ mình không phải nợ mà lộn xộn mà tầm bậy tầm bạ tào lao. Anh muốn nợ là anh làm ăn. Chứ anh không có mượn nợ mà làm tập chuyện tầm bậy tầm bạ. Đó là mình muốn mượn anh làm nợ là nợ để 10 đồng để kiếm thêm 15 đồng là đó là đó là vậy. Chứ mà mượn nợ mà 10 đồng mà là xong mà không có đồng nào là to bạn. Là vậy là anh mới dám đi mượn nợ chứ đi mượn nợ chết à. Anh mà đi mượn nợ anh làm gì có được cơ ngơi vậy em. Anh nói thật,
không bao giờ như chơi. Năm mới tối anh tính toán kỹ lắm, cái làm nào có lợi để gia đình cuộc sống thoải mái mình làm, chứ có không được không mình đâu dám làm. Có là anh nói thật, em sẽ nói luôn, anh nói thật, bây giờ anh mà có được ở mà anh làm mà mai em có trục trặc, anh cũng không có sợ. Anh nói thật, học không bắt nợ, anh đâu bắt nợ, anh đâu bán của. Anh cũng đâu có cầm ngân hàng cầm cố gì đâu, anh có mượn hoài chục đỉnh thôi mà anh nghĩ là cuộc đời anh là không bao giờ mà gặp trục trặc. Anh nói thật vậy. Anh đã trải qua là hơi ngồi xuống gỗ hết trơn. Ở gì giờ anh có sao nói gì hết, có anh biết gì chỉ hết cho bà con anh em ta làm, còn ai tin tin thôi là quyền. Dạ. Điều đó cũng thật. Chứ anh không giờ giấu giếm gì hết. Chứ mà giấu làm gì, giấu con người mình mệt mỏi thì mình làm gì. Dạ. Bởi vì khi mình cũng có nhiều người vô đấy, mày có nghề ngon quá mình nói hết, người ta làm hết lấy bốc lấy đâu mình bán. Ừ, cái đó nhiều người nói đó. À, mình mới nói mình có làm sao không? Dạ. Mình nghèo rồi, bây giờ mình thấy ngày xưa mình khó khăn quá, không ai dám nói mình tiếng nấu nào, không ai dám chỉ mà ai để làm giàu hết trơn. Thôi giờ mình chia sẻ, giờ mình có chén cơm rồi, mình có chén cơm rồi mình cũng đâu có sợ nữa, mà khách khứa mình là cũng có rồi. Dạ. Mà giờ con anh hành tại cho em đâu. Dạ. Có cuộc sống thoải mái rồi, đứa nha sĩ đứa luật sư rồi, em biết anh còn gì mà thiếu thốn không? Đúng rồi, đúng không? Ừ. Con anh có nghề ngỏng hết trơn này, thành ra anh chia sẻ hết cho mọi người. Dạ. Là vậy, chứ bởi vì khi nói mày có nghề giỏi sao em để mày ăn, mình chia cho thôi, mình có giùm chỉ hết cho cuộc đời mình nó khỏe chứ không phải là gì hết trơn. Dạ. Nó là vậy chứ anh không có giờ ở anh nói em mà không bao giờ anh giấu giếm. Cho đi là còn mãi mà anh ha. Đúng cho mà, đi anh là lại còn mãi vậy. Anh em nào mà cứ không biết cái hỏi tôi biết chỉ hết, tôi không gì, tôi giấu giếm bất cứ cái giống gì, bất cứ là phân phướng hay là bất cứ gì hết. Dạ. Cả cái thuốc mang cũng vậy nữa. Dạ. Không biết sạch thuốc gì thì được chỉ hết. Dạ. Còn không biết mình mua thuốc luôn ra cũng như tôi ông bạn xuống cũng làm việc mai trên tỉnh á, cũng ở trên trên Bình Dương á. Ông vợ câu nói nốt rồi mới mình thêm cái sạch thuốc cũng như ví dụ nữa, em bị sâu, bị bơ trĩ hay bị lá này là em nhờ anh mua thuốc đấy. Anh mua thuốc sao em cứ xuống lấy sạch thuốc anh xài. Yeah. Anh không bao giờ mà anh bất cứ anh giấu giếm giống gì có dương chỉ hết. Yeah. Để cho anh em người ta làm vui là mình vui rồi, chứ anh giờ anh nghĩ anh còn thiếu giống gì nữa mà để giấu giếm. Rồi bà con thấy như thế nào mình cho một cái comment bình luận ý kiến nha anh chị. Em nghĩ bây giờ cái anh này đã sẵn giờ là lỡ trên nó luôn, giờ anh nghĩ rằng Hồng giờ nói anh bây giờ anh thiếu giống gì nữa. Yeah. Đúng không? Thì đã nhà lầu sơ anh cũng có hết trơn rồi. Yeah. Rồi con anh thành tài rồi, mình giờ giấu giếm làm nữa, mình làm giờ tuổi anh năm mấy tuổi, bây giờ mình có gì mình nói hết cho anh em ta vui, người ta làm, anh ta vui mình vui. Yeah. Rồi cho mình khỏe cuộc sống mình, chứ tội dạy mình giấu làm cái gì. Yeah. Rồi cho nó cực khổ lương tâm của mình. Yeah. Bởi vì anh sống thì má anh hôm nay 96 tuổi không giờ mà giận mình một tiếng nói nào, không giờ mình để cho má mình buồn tiếng nói nào. Yeah. Là vậy thật sự, chứ mình không giờ mình biết giấu giếm cái gì đó. Mình còn nói sau này đó kìa, mình có hai đứa cháu nó thật em sẵn nam nói anh nói luôn, anh mà cái lần cỡ mà lỡ mà làm hết nổ anh cũng chỉ cho hai đứa cho tao tụi làm. Yeah. Đứa kia bằng cậu, đứa kia bằng chú. Yeah. Anh cũng để cho hai đứa cho tao tụi nó nữa, sau này nó có chiếc cơm ăn là chú có làm vậy hay cậu có làm vậy cho nó học hỏi là. Yeah. Chứ anh cũng không chẳng có giấu mà cũng chẳng có ham lam gì cho, để mà chia cho cực khổ. Yeah. Anh nói thật, chia nhau mà sống. Yeah. Rồi thôi tới đây mình tạm kết thúc, cảm ơn anh Út nhiều nha. Rồi cảm ơn anh nhiều nha, xin cảm chào ơn, chúc sức khỏe. Hẹn gặp lại anh chị các bạn ở những okay. Clip tiếp theo bà con. Hai bữa nhớ. Đi gắn trời nắng đi rồi vô trọng thì tính tiếp. Dạ ok anh. Còn mình nhớ bấm nút like rồi mình có gì thắc mắc thì mình comment bình luận ở dưới nha. Đúng rồi, có gì hỏi mình. Dạ xin chào okay. Anh.